chúng ta tiếp tục chờ đợi khả năng điều chỉnh tướng của bộ đôi Park Hang-seo và Lee Yang-jin trên sân nhà. Hiệp 1 trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Malaysia đã chính thức bắt đầu. Công Phượng đang làm mũi tấn công ở giữa vì chị anh đã từng chơi tốt tại Asian Cup. Đây là Safawi, Trọng Hoàng, Quang Hải, một cơ hội để phản công. Trọng Hoàng, không phải, Trọng Hoàng là người đang di chuyển ở bên phải. Quang Hải, pha xử lý của Quang Hải. Chúng ta cần phải rất cẩn thận với những pha đá phạt góc và đá phạt của số 11 Safawi Rashid. Cả ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam đều đã dâng cao. Quả treo bóng của Quang Hải. Tuyến hai, Hùng Dũng, Tuấn Anh, ném biên cho đội Việt Nam. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kỹ số VC, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Đây là trận đấu ở bảng G của vòng loại World Cup khu vực châu Á. Rashid, bóng được truyền cho Văn Toàn. Một loạt những pha tranh chấp quyết liệt. Nhiều khả năng vẫn sẽ là một pha treo bóng của Quang Hải. Tình huống không khó đối với thủ môn Farizan. Quang Hải, Tuấn Anh, Công Phượng, không phải, đó là đường truyền của Văn Toàn. Hùng Dũng thoát đi, Công Phượng ở phía trong. Thôi, Công Phượng biệt vị mất rồi. Người trả bóng cuối cùng là Quang Hải. Hai cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã tìm thấy nhau trong pha phối hợp vừa rồi, nhưng đáng tiếc là Quang Hải xuống sớm hơn so với đường truyền của Hùng Dũng. Rất tiếc là trợ lý trọng tài người Iran Aline Zadian đã căng cờ báo tin vị. Chúng ta cùng xem lại. Đúng là cầu thủ Việt Nam xuống sớm một chút, hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên những phút vừa qua rõ ràng về thế trận, đội Việt Nam đã chơi tốt hơn, đã tạo ra những pha bóng nguy hiểm về cầu môn của Malaysia, nguy hiểm thực sự. Hùng Dũng đưa bóng vào rất nhanh. Quang Hải, chúng ta có hai phương án để thực hiện quả phạt này. Cú sút của Quang Hải không qua được hàng rào. Tuấn Anh vẫn không qua được cầu thủ đối phương. Cuối cùng chúng ta cũng đã phá được bẫy biệt vị và đã thành công. Lần thứ hai Quang Hải thoát xuống đến gần với khung thành của thủ môn Farizan. Và lần này thì lưới của đội tuyển Malaysia bị rung lên và bàn thắng được công nhận chứ không bị từ chối như lần trước đó. Pha ghi bàn đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Quý Ngọc Hải là người đóng vai trò kiến tạo. Một pha ngả người cực dẻo của Quang Hải và lưới của Malaysia đã rung lên. Không thể nói trước điều gì về những miếng đánh của Quang Sơ. Trung vệ Ngọc Hải lặng lẽ băng lên và truyền bóng điểm rơi cho Quang Hải. Đá một quả cực kỳ đẹp, tung lưới Malaysia trong buổi tối mùa thu rất đẹp ở Mỹ Đình.
Công Phượng. Quang Hải. Văn Toàn, tốc độ của Văn Toàn rất nhanh. Được bắt nguồn từ cú vặn lườn có thể nói là đẳng cấp của Quang Hải. Một khoảnh khắc mà gợi lại cho chúng ta bàn thắng mở tỷ số, bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về ở FF Cup. Hùng Dũng. Quang Hải. Lại là Sumare. Quang Hải. Theo quan sát của chúng tôi thì Malaysia chuẩn bị thay người. Lão tướng Talaha sẽ rời sân. Đứng trước. Nếu đội Việt Nam thắng Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay. Luôn có hai cầu Việt Nam theo sát Sumare. Quang Hải. Đây là Văn Toàn. Đỗ Hùng Dũng. Một pha phối hợp để Quang Hải dứt điểm. Hơi thiếu một chút chính xác. Ở câu lạc bộ Hà Nội thì Quang Hải thường xuyên có những pha bắt vô lê sau những quả phạt của đồng đội. Ý tưởng là không tồi chút nào. Đường truyền của Hùng Dũng hơi cao hơn so với yêu cầu. Đức Huy. Càng chơi các thủ áo đỏ càng tỏ ra nhuyễn hơn. Họ đang hừng hực khí thế và có thể nói rằng tràn đầy cảm hứng. Đoàn Văn Hậu. Quang Hải. Phạt cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải. Văn Toàn. Hết sức tỉnh táo thì mới có thể ngăn chặn. Đức Huy là người thường xuyên đá thấp ở hàng tiền vệ để hỗ trợ cho bộ ba trung vệ. Quang Hải vừa rồi đã lùi về rất sâu. Quả phạt góc cho Malaysia. Akia. Cú đá từ tuyến hai không chính xác. Cầu thủ Malaysia đang bị đau là Halim Sari. Malaysia có thể thay thêm hai cầu thủ. Bên phía Malaysia sau khi Muhammad Akia vào sân thay cho Talaha. Matthew Davis, hậu vệ cánh của đội tuyển Malaysia đang bị chuột rút. Và người đang hỗ trợ cho Matthew Davis lại là Quang Hải. Gần như chắc chắn là một chiến thắng của đội Việt Nam. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết rồi. Trọng tài nghĩ rằng Bouniadifat đã nổi tiếng còi mãn cuộc. Đội tuyển Việt Nam đã có thắng lợi đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Một trận đấu mà mọi chuyện đều đi theo những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo, mặc dù có thời điểm Malaysia đã vùng lên hết sức mạnh.